Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta có cục phương trình này. Và bây giờ chúng ta đạo hàm nó lên, thì chúng ta sẽ có như thế này. Dấu trừ mình lấy ra ngoài nha. Đây chính là đạo hàm gia truyền. Cục này chính là 2x cộng 4. Cái này là 2x cộng 4. Tiếp tục 2x cộng 4, 2x cộng 4 chúng ta làm nhân tử chung. Tiếp tục, chúng ta cho y phải bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Thì chúng ta sẽ có cục này bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có 2x cộng 4 bằng 0. Như vậy cục này tính ra được x bằng trừ 2. Như vậy chúng ta có một cực trị đầu tiên. Cục tiếp theo là cục này. Chúng ta sẽ cho cái cục này bằng 0. Thì chúng ta đẩy trừ 1 sang bên phải. Và bây giờ chúng ta dựa vào đồ thị nha. Tại vị trí nó bằng 1 á, là cái đường này nè. Thì chúng ta thấy rõ ở đây có đến 3 giao điểm. Đó chính là ở vị trí này, vị trí này và vị trí này. Thì có nghĩa là nguyên cái cục này nè bắt buộc phải bằng trừ 4 số 0 hoặc là một số kỳ ở đây mình chọn là khoảng 4.3 đi. Thì khi đó khi chúng ta thế trừ 4, 0 và 4.3 vào thì nó sẽ ra f phẩy bằng số 1. Như vậy chúng ta sẽ có 3 phương trình. Thì chúng ta để cái cục này sang bên đây thì chúng ta lại ra x bằng trừ 2. Mà x bằng trừ 2 nó trùng với cái cục này rồi. Như vậy cái này loại. Còn cục này chúng ta tính ra được hai nghiệm. Đó chính là x bằng 0 và x bằng 4. Số 0, số 4 đều nằm trong cái cục này hết. Cho nên mình chọn. Còn cái cục này á, mình tính ra được. Cái này sẽ là 0.88 và cục tiếp theo là âm 4.88 và hai số này đều nằm trong đây hết luôn. Như vậy mình chọn x bằng trừ 2 cũng thỏa tại vì nó cũng nằm trong đây luôn. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.